Khắp cùng mười phương cõi cúng dường tất cả Phật tôn Pháp Căn Bồ Tát vô biên chúng thanh văn và cả thầy thánh hiền duyên khởi đại sang chói trùm đến vô biên cõi khắp sông cả chúng sanh đều phán lòng Bồ Đề hết một báo thân này sanh về cõi cực lạc. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Lương bương húng chiên đàn à, thói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa. Lòng mà thoáng kính ngưỡng thiên thai, ngưỡng mong chư Phật minh ai. Nam mô hương văn cai Bồ Tát, Nam mô hương văn cai Bồ Tát, Nam mô hương văn cai Bồ Tát. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Trụ Tam Ai Bảo Lại Đấng Tam Giới Tôn. Quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn ấy, vô lượng thọ ai trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát Bồ Đề tâm minh, thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Đại từ Đại Bi A Di Đà Phật. Ngài Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ A Di Đà Phật. Phần pháp rộng sâu rất nhiệm màu, ở trăm ngàn muôn kim khó tìm cầu. Nay con tụng mai nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu ấy. Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát ấy. Nam mô Đại Thừa Phật Bồ Tát ấy. Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát. Phật Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giá Kinh Phẩm Thứ Nhân Pháp Hội Thanh. Chúng tôi nghe như vậy, Phật ở nơi kỳ xa hoặc ở nơi thành vương xá cùng với Đại Thanh chúng tùy theo môn vạn hai ngàn vị đã chứng thân thông tôn giá kiều trần như tôn giả Xá Lợi Phân Kiền Liên Tôn Giả Ca Diếm Tôn Giả Nán vân vân. Là những bằng thường thu lại có các ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thu Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặng Bồ Tát và tất cả Bồ Tát trong hiện kim đến tập hội Phật thứ hai. Lại có mười sao vị Bồ Tát tại gia hiền hộ Bồ Tát Thiền Tứ Di Bồ Tát Bồ Tát Quán Vô Trụ Bồ Tát Thần Thông Hoa
Công đăng và pháp ma tạng của chư Phật rốn rao giải thoát nguyện chúng sanh ở vô lượng thế giới đồng chứng phần quả rời cung trời đâu xuất giáng sinh vào cung vua bỏ ngôi vị mà xuất gia khổ hạnh hồng đạo thế gian pháp đem sân đình huệ hàng phụng ma hoang đăng pháp vi diệu thành bằng thôi chánh giác người trời quy bánh xe pháp đem pháp âm giác ngộ thế gian phá thành phiền não lắm ảo tham dục gồm sanh khẩu uế tình địa vô chúng sanh tuyên thuyên diệu lý tính công lụy đừng gây tạo phượng điện thêm pháp được cứu liệu ca khổ ba khỏi làm phép quan đánh thọ ký bồ đề giáo hoa bồ tát đã làm ma xà lê biểu tìm vô biên thiện căn cho hàng Bồ Tát vô lượng chư Phật đồng đến hộ niệm trong tất cả cõi phần đều có thể thì hiện như vậy như nhà ảo thuật biến ra ca hình được những các hình bằng Bồ Tát này cũng lại như vậy đã thống đà thành tướng của chúng sanh cũng dường chư Phật dân dân quần sanh hóa hiện ca thân mau như ảnh chớp phá tàn lưỡi chấp thoát dây ràng buộc qua coi qua vì thân văn bích chi chứng nhập ba pháp không đối với hàng trung hà căn thì hiện có diện độ chứng đắng vô sanh vô diệt vào sau thiên định diệt vô lượng trăm ngàn pháp tông truyền nghiêm tam mùi chứng trăm ngàn tông trì tam mùi vẫn trụ sâu trong thiền định thay đó vô lượng đứng và khoảnh khắc đi khắp cõi phần được phiền tai của Phật vào hạnh nguyện phổ hiền thông đà tiếng nói các chúng sanh vũ trụ vừa khói ca pháp thế gian tâm thượng nguyện độ thoát chúng sanh đổi bơi vàng vần tùy ý tự tại với lung đao và mà phu đa pháp nhà đóng đường ăn mở cửa lành đổi với chúng sanh biểu hiện cởi mở cứu chức mà phò trợ mong độ chúng sanh đến bờ giác ngộ quyết được vô lượng công đức trí huệ sáng suốt không thể nghĩ bàn. Này Bồ Tát như vậy đồng đến pháp hội lại có 500 vị tỳ kheo ni 7000 vị ưu bà tăng 500 vị ưu bà di và chư thiên coi dùng cõi xa cõi phạm chúng đồng ở đến dự đại hội phẩm thứ ba đại giáo viên khởi hiện trăm ngàn sáng tướng ngoài quang sáng chói như gương sáng sành chiếu rõ vạn pháp tôn giả nan liền từ suy nghĩ ngày nay đức thế tôn hiện sáng tướng nghiêm tình rằng rỡ mi nguy cõi nước đang nghiêm từ trước đến nay cần lại hữu liền từ chỗ ngồi đứng dài trình áo vai hữu quỳ gối chấm tay bành đức phận rằng bạch đứng thế tôn hôm nay thế tôn vào đài tịnh định an trụ trong pháp đăng biệt an trụ trong pháp hành tối thân của chư phàm phần phần nhớ nhau thế tôn vì nhớ chư phần quá khứ chư phần vì lai hay nhớ chư phần hiện tại phương khác vì sao lại có oai thần hiến diệu thù đặc như vậy cuối xin đức thế tôn chỉ dạy bây giờ đứng phần bao lành tay ông vì thương xót lời là các chúng sanh mời hỏi điều vi diệu như vậy lời thứ hỏi của ông hôm nay công đức thù tặng ơn trăm ngàn vạn lần nhiều kim bồ thi cúng dường các bằng á la bên chi phần và các loài bò bay xuân đồng trong bộ thiên hà vì sao vậy biểu thiên nhân loại và tăng cá làm linh đời sao đều nhận lời hỏi của ông hôm nay mà
cảm có thấy như hoa ưu đàm hiểm khi xuất hiện lời hỏi hôm nay của ông lời rất lớn ngã nan nền biển tri chân gia của Như Lai đừng khó suy lượng công gì chướng ngài được có thể trong một niệm an trụ vô lượng kim thành về vì sao vậy đền huệ của Như Lai thông đà vô cùng tôi thân tự tại với thân ca pháp ma nàng hãy lắng nghe khéo nghĩ nhớ đó ta sẽ vì ông phân biệt dạy rõ phẩm thư thư phán tạng nhân địa này à nàng ở vô lượng vô số kiếm về đời quá khứ chúng ta hiểu là thế gian tự tại vương Như Lai ứng cung đặng chánh giác minh hành tu thiện thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn đừng phần đó trụ hỏa tịnh kiếm về hàng chữ thiên hòa nhân loại mà thuyết giảng kinh pháp bây giờ có vị vua tên là Thế Nhiều nghe phần thuyết giảng đạo lý tâm sanh hoan hỷ lãnh ngộ liền phán tâm vô thường chân chánh bèn trao ngôi vua làm sa môn hiệu là pháp tạng tu hành bồ tát đức hành cao siêu trí huệ dòng mạnh tâm tính lý giải đệ nhân lại có hành nguyện thù thắng đinh huệ tăng thượng kiên thắng đến đưa đứng phần đánh lệ quỳ gối chắm tay tán thán phát đại thề nguyện nội kệ rằng thân Như Lai vi diệu đoan nghiêm thế gian không ai sánh kịp được khắp mười phương nhân nguyện tùy loại ưu tính thái tâm hiểu lại hay hiền sáng thân đẹp đẽ tùy loại chúng sanh đều thấy rõ nguyện con thành Phật có tiếng tốt đưa pháp âm đến vô biên gọi tuyên dương pháp giới định tinh tấn mở trí hoài rộng lớn như biển cả nội tâm thanh tịnh dứt trần lao ra vô biên đường ác thu mạo đến bồ đề bờ cứu cánh vô minh tham sân đều dứng sanh tuyệt hẳn vòng hoàng tăng tam muội quá khứ làm đại đạo sư khâm quần sanh hay cứu tất cả dư khổ nào sanh và bình chánh của chúng sanh thường tu bố thí giới nhân dung tinh tân định huệ sáu ba la hữu tình chưa độ khiến đương đồn thành phần nhà sư cúng dường hàng xa thánh không bằng kiến giống cầu chánh gia nguyện ăn trụ vào tam ma địa hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi chạm đến đường vào nơi thanh tịnh tu thánh tráng nghiêm không ai bằng chúng xa luân hồi trong khán coi là thường hoàng tự tâm cứu hữu tình đồ thân vô biên chúng sanh có con nguyện tình kiến cố tu xin phần thân tri chứng biết cho dù cho thân nát trong cơn khổ nguyện tâm như vậy thề không thôi phẩm thưa năm chí tâm tình thân phạm tạng tỳ kheo nói bài kể này rồi hành Bồ Tát đa phát tâm vô thượng chánh giá dư nguyện làm phật thân như phật nguyện đứng phật vì con rộng giảng kinh pháp con xin phụng trì như pháp tu hành dưng sanh công khổ sanh tử mau chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác chỉ về sáng suốt hào quang sáng chói tiếng tâm quân độ lan khắp mười phương trời người cho đến súc sanh sanh vào cõi nước con đều thành Bồ Tát nguyện con lập đây tăng ca đều ơn ca cõi phần khá có được chăng đừng phần thế gian tự tại vương liền nói ý như con người lường nước biển trải qua nhiều kiếp con có thể đến đây người đã hết lòng cầu đạo tinh tấn không dưng quy sẽ được cân quá vậy thì nguyện gì mà chẳng thành ngươi sự suy nghĩ thu phương tiện nào để
sâu rộng không phải cảnh giới của con. Hiểu được vui sinh địch Như Lai ân chánh biển tri rộng nội bộ lưỡng vi diệu cõi nữa của chư Phật. Tâm thề nguyện con mới được viên mà đứng Phật thế gia tự tại vương biên ra chi nguyện sâu rộng của Pháp Tạng liền nói công đức nghiêm tình rộng lớn viên mang coi nước của hai tâm mười ức đức Phật đúng theo tâm nguyện ông mong muốn trải qua ngàn ức năm bây giờ. Nghe Phật nói rồi đã được thấy rõ liền phá nguyện vô thượng thù thắng tiếng của trời người suy lượng rôn ráo chuyên tâm chọn lựa kinh tăng đại nguyện tịnh cần cầu thiện kinh cần duy trì tu tập công đức đầy đủ năm kim vô số cõi phật công đức trang nghiêm rõ ràng thông suốt tâm môn nước phật khi đã tu tâm rồi lại đến chỗ của Như Lai thế tự tại vương cuối đầu lại sát chân nhiễu phật ba vòng rồi đứng yên chắp tay bằng đứng phần rằng bằng đứng thế tôn mang hành nguyện trang nghiêm tâm tình nước phật đứng phần nói lành thay này chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng cũng để đại chúng nghe rồi đừng nhiều lời lớn có thể ở cõi phần đông còn đủ vô lượng đại nguyện phẩm thứ sáu tăng bành rằng bành đừng thế tôn cuối xin đừng thế tôn thương xóm nghe cho con nếu chúng được vô thượng bồ đề thành đăng chánh giác rồi đủ vô lượng công đứng đáng nghiêm công thể nghĩ bạn không có địa ngục ngạ quỷ súng sanh các loài nếu có chúng sanh trong ba đường ác cho đến từ địa ngục sanh về cõi con tỏ giáo pháp của con được như nguyện thề không thành vô thượng chánh giác khi con thành và ca chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con thân tướng sáng vàng rồng đủ ba mươi hai tướng tôn đủ tướng đại trường phú đoan nghiêm chánh được tăng cả đồng một dung nhan hình thể sai biệt thề không thành chánh giác khi con thành và ca chúng sanh sanh về cõi con biết rõ vô lượng kim chưa thấy rõ những việc thiện ác đã làm nghe rõ sự việc khắp mười phương cả ba đời cứ lại hiện tại nguyện thề không thành chánh giác khi con thành và nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông biết được tâm niệm của chúng sanh xa cánh trăm ngàn vạn ứng coi Phật nếu không như vậy thề không thành chánh giác khi con thành phần coi con được thần thông từ tại ba la mật đã trong phần cánh nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ứng coi Phật đề cũng dường thề không thành chánh giác khi con thành phần nếu có chúng sanh sanh về cõi con xa lìa tâm phân biệt dù trong định thủ đến đại niết bàn thề không thành chánh giác khi con thành và có quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương chư Phật gặp ngàn vạn ưng lần ánh sáng của những nguyện nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lành làm sao sanh về nữa con nếu không được như vậy thề không thành chánh giác khi con thành và sống lâu vô lượng vô số thân văn và trời người trong nữa cũng có thọ mạng vô lượng nha như chúng sanh ở ba ngàn thế giới thân bậc duyên giang kim đế tình đêm nếu biết được số lượng ấy thề không thành chánh giác khi con thành phần vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới nếu không khen ngợi tên
tín thương. Nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hương nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười niệm. Nếu không được quán sanh thề không thành chánh giác, ngoài trừ những kẻ phạm tội ngu nghịch phỉ báng chánh pháp khi con thành phần. Nghe danh hiệu con quán tâm bồ đề tu ca công hành hành sáu ba la mật kiên cố không lùi lại đêm về cõi nữa con một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dừng. Con cùng thánh chúng Bồ Tát liền đến tìm đón hoàn khánh sanh về cõi con được bấm thôi chuyện. Nếu không được như nguyện thể không thành chánh giá khi con thành phần chúng sanh trong mười phương nghe nhà này yêu con nhớ nghĩ nương con. Có không thôi lui trồng cá căng lành hết lòng hồi hướng sanh về cừng làng đều được tội. Nếu có an nghiệp đời trước nghe danh hiệu con hết lòng sám hối làm càng điều lành lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nữa con mạnh chung công sanh về nữa con. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác khi con thành vào nữa con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thành tình tưởng để nhận ghen nữ thân mang chung liền hóa thân nam tử sanh về nữa con. Các loài chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nữa con đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác khi con thành phần. Tâm thân tình tu hành Bồ Tát chư thiên và người trời thân mong tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con sau khi mang chung được sanh vào nhà tôn quý ca căn đầy đủ thường tu thù thắng phạm mạnh. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác khi con thành phần. Ba đường chúng sanh sanh vào nữa con đều những tâm trụ vào chánh định. Còn nhiên nào tắm được mà mẹ hiện thọ hẳn là như tỳ kheo lâu tận. Nếu còn thời tưởng niệm tham đắm thân sao thề cũng thành chánh giá khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nữa con. Thân thế vần trắng như chiên bắt hoài thân mình đều có hào quang chiếu sáng thành tựu hết thầy trí huệ biện tài không cùng tận rộng nói cả pháp vị. Bằng nhân sanh bộ xứ trừ khi phá nguyện rộng lớn trở lại đồ sanh giáo hòa hữu tình khuyên pha tín tâm tu hành Bồ Tát nguyện Bồ Hiền tuy sanh vào thế giới các hẳn lìa ăn thú hoàng thân thuê phàm tông tùy tu tâm thay đều viên màn đều không được như vậy thế không thành chánh giá khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nữa con. Nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng tùy ý liền đánh. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư phần không được như vậy thì không thành chánh giá khi con thành vào vàng và trong cõi nữa con đều trang nghiêm thân tình sang chói hình sẵn thù thắng vi diệu không thể ta xếp. Dù có thiên nhãn cũng không thể diện ta hành vế đem về hình sẵn. Số lượng chúng sanh ở đó vân vân. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác khi con thành Phật. Vô lượng cây cánh trong cõi nước cao trăm ngàn do tuần cây làm đạo tràng cao bốn trăm vàng dặm cán bằng Bồ Tát trung phẩm cũng có thể biết rõ. Nếu muốn thấy cán cõi thanh tịnh thường như xem trong gương. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác khi con thành Phật. Cõi nước rộng rãi nghiêm tịnh sáng chói như gương chiếu khắp vô lượng vô số bất cả tư nghị thế giới chư Phật khắp mười phương chúng sanh.
nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tổ dưới đất trên đến hư không, tất cả vàng và cung điện lầu các áo nước hoa cây vân vân trong nước đều do vô lượng bảo hương im thành hương thơm sông khắp mười phương. Như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, các bằng Bồ Tát trong mười phương cõi Phật nghe danh con rồi đều được thanh tịnh giải thoát vô đắng tâm mùi các môn tống trì vào tâm ma địa cho đến thành phần. Tuy ở trong đỉnh thượng cúng dường vô lượng vô biên chư phần, không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, các bằng Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con chứng ly sanh phạm được các môn Đà La Ni thanh tịnh hoan hỷ an trụ trong thế tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành đầy đủ trí đức hòa không chứng đường được bằng bằng coi chuyện ta không thành chánh giác. Làm đại thi chủ cứ khâm kè cùng cổ khiên ca quần sanh kia để mà dạy không ưu nào phán sanh cá căn lành tâm từ quả Bồ Đề cần ưu tâm chánh giang lấy tên vô lượng thọ chúng sanh nghe danh này. Con thân kim sáng như và tướng tố thầy viên mạng cùng đem tâm đại bi lời ích các quần sanh ly dụng sâu thiền định tịnh huệ tu phàm mạnh nguyện đem trí huệ sáng chiếu khắp mười phương cõi tiêu trừ ba đồng hài dương sanh khổ tâm đồ diệt hết phiền nào ám khai sáng mắt trí huệ chứng được thân quang minh đóng hết ba đường ngã mở rộng cả cửa lành vì chúng sanh khai tâm. Từ bằng đạo sư cả trời người anh hùng khắp ba cõi thuyết pháp sư tử không rộng đồ ca hữu tình viên mang lời phát nguyện tăng ca đều thành tường. Từ đại thiên thầy chân đồng cá thiên thần trăng không mưa xuống trăng diệu hoa này a nan tỳ khéo pháp tạng nói bài tùng này rồi mặt đất chấn động sau cánh hoa trời rưỡi khắp mâm nhà tự rồi không trung vô thượng chánh gia phẩm thư tam tính công lụy đứng này á nam pháp ma tạng thì kheo ở trước Như Lai thề từ tài vương và giữa đại chúng ở trời người phá hoang thề nguyện này rồi an trụ trong huệ chân ở thời dòng mạnh tinh tâm trang nghiêm gọi nước xây dựng vật quấn lòng ơn chiêu việt thần diệu kiên lâm vinh viên tuyệt không hư hoại không biến đổi trong vô lượng kiếp vuông trồng đứng hành đồng chẳng tâm giao trần chỉ chuyên nhớ nghị chư phật thơ thoa khư đã thu căn lành hành hành tịnh tịnh xa lìa luôn dối y chân đế môn làm cả công đức công nề càng khổ ít muốn biến đủ chuyên cầu pháp thanh tịnh quần sanh chi nguyện không mỏi thành tựu khá nhận đối với hữu tình nói lời từ ái vui về hòa diệu khuyến dụ kính lệ cũng kính tam bảo phùng sự sư trưởng không già dối nịnh ho trắng đang đứng đắng khuôn phép nhận mận quan pháp như huyền cầu nghiệp không nói lỗi người giữ gìn thân nghiệp không bất hoại nghi giữ gìn ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm nếu có quân thành sam là quyển thù trận bảo không sanh tham trước hằng hành bồ thí trì giới nhân dục tính tân thiện định trí huệ sáu ba la mần an trụ đà vô thượng chánh giác do thành tựu cả căn lành như vậy nên sanh đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng kho báu hoặc làm trưởng giả cư sĩ hào hiệp tôn quý hoặc làm sáng lệ
cúng dường chư Phật chư từng chán đoàn những công đức như vậy chẳng thể kể. Anh miệng thường tỏa hướng thơm như hương chiên đàn, hướng thơm hóa sen hướng thơm ấy sông căm vô lượng thế giới phạm sanh ra chỗ nào sẵn tướng cũng đoan nghiêm. Tám mươi về đèn thường xuân xa cho vô tận tăng cả đồ cần dùng đèn để tối thương để lời là hữu tình do nhân duyên ấy khiến vô lượng chúng sanh phán tâm mà nộ đã là tám miếu tám bồ đề phẩm thứ chín thành từ viên mãn này a nan. Hành bồ tát tinh công lì đứng vô lượng vô biên trong tất cả pháp mà được tự tại không thể dùng lời diện tả hết chỗ văn thể thành từ viên mãn như thật an trụ cục nghiêm ngoài đừng rộng lớn tâm tịnh coi phần đường. Đức Phật nói lời ấy rồi cung kính thưa rằng bằng đấng Thế Tôn Pháp Tạng Bồ Tát chứng Bồ Tát là đã thành Phật và nhập diệt rồi hay chưa thành Phật hay đã thành Phật hiện ở thế giới khác. Đức Thế Tôn nói đừng Phật Như Lai kia đi không chỗ đi không sanh không diệt không có quá hiện về lại chỉ có một nguyện độ sanh hiện ở phương Tây cảnh Diêm Phù Đề này mười vạn hưng cõi phần thế giới đó gọi là Cực Lạc Phạm Tạng thành Phật hiệu là A Di Đà. Mười kim hiện đang thuyết pháp có vô lượng vô số chúng Bồ Tát thân Phật cùng kính vây quanh phẩm từ mười điều nguyện làm Phật. Lúc đứng Phật nói A Di Đà Phật khi làm Bồ Tát viên mãn hành nguyện rồi A Di Đà Phương Tử cùng với năm trăm đang vui mừng mỗi mỗi cầm một bó hoa bằng vàng đến trước Phật đành lệ và dân hóa xong ngồi về một phía họ đồng tâm nguyện rằng khi chúng tôi thành Phật đều như Đức Phật A Di Đà. Đức Phật biết tâm nguyện của họ báo các tỳ kheo rằng sẽ thành Phật đại trước khi con tu hành Bồ Tát trải qua vô số kiếp đã cúng dường bổn trăm ứng đứng ở phần thời Phật Ca Diếp họ là đệ tử ta nay lại đến cúng dường ta càng tỳ kheo nghe Đức Phật nói đều rất vui mừng phẩm mười một cõi nước im tình. Là kia có vô lượng không đứng đầy đủ trang nghiêm tuyệt không có danh từ khổ nạn ăn thua ma nào cũng không có bốn mùa nóng lạnh sang tối không có sông biên lân nhờ gò nóng hầm hô gài không đa sợ núi thiên vì núi tù gì đất đã núi non chỉ là tự nhiên. Làm đứng rộng rãi bằng phẳng không có hàng lương kỳ diệu tu lệ thanh tịnh tráng nghiêm thù thắng hơn tân cả thế giới khắp mười phương tôn nhà nàng nghe rồi thưa phần bạch Đức Thế Tôn nếu cõi đó không có nuôi tu gì thì tứ thiên vương và đạo lợi thiên ngang trời nhà ma trời đạo xuân cho đến chữ thiên coi sắm và vô sắm hướng vào đâu tôn giả nàng thưa bằng đứng Thế Tôn do nghiêm lưng tạo nên không thể nghĩ bàn đưa đứng Phật hỏi a nàng bất tư nghị nghiệp ông có thể biết chăng nghi nghiệm bao chúng sanh cùng bằng khả thứ nghi căn lành của chúng sanh bằng khả thứ nghi thân lần chư phần thế giới chư Phật cũng bằng khả thứ nghi đất nước chúng sanh công đơn thiên trụ hành nghiệm địa và thân lực chư Phật cũng đều như vậy cả. Đức Thế Tôn nghiệm nhân và qua báo không thể nghĩ bàn được đối với pháp này thật phóng không hoài nghi nhưng vì muốn phá trừ sự nghi ngờ của chúng sanh đời sau nên thưa hỏi lời này phẩm mười hai ánh sáng chiếu khắp và quang minh của Phật A Di Đà tối tôn đệ nhân quang minh của chư Phật khác chẳng sanh kịp quang minh ấy chiếu khắp hằng xa cõi Phật ở phương đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phù cùng như vậy hào quang đánh chiếu xa
Phật A Di Đà chiếu khắp vô lượng vô số vô biên cõi Phật hào quang chư Phật chiếu xa con. Nguyện không đơn đời trước cầu đạo có lớn nhỏ không đồng đến khi thành Phật tử có hàng lượng quang bên Đức Phật A Di Đà sáng chói khắp bội trăm ngàn vàng lần ánh sáng những nguyện tôn quý trong cả ánh sáng nên Phật vô lượng thọ. Vô lượng quang Phật, vô biển quang Phật, vô ngài quang Phật, vô đấng quang Phật, trí huệ quang Phật, thường chiếu quang Phật, thanh tịnh quang Phật, hoan hỷ quang Phật, giải thoát quang Phật, an ổn quang Phật, siêu nhật nguyệt quang Phật, bất tư nghị quang. Quang minh này thì cầu huế tiêu diệt đều lành phát sanh thân y hoa diệu nếu ở tám đồ chiều cô cũng cần thấy được quang minh này liền được những khổ mạng chúng được giải thoát chúng sanh nào nghe được hoài thần công đức quang minh này ngày đêm kẹn nói chi tâm công nghi được sanh về cực la phẩm mười ba thọ mang đại chúng vô lượng này a nan đức phần vô lượng thọ quang trong trường cửu không thể tính được lại có vô số chúng sanh văn thân tỷ tông đà năng lượng từ tại có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay kiền liên có thần thông bậc nhẫn trong một ngày đêm vương ơn số lượng chúng sanh của tất cả tinh cầu trong đại thiên thế giới gia sự chúng sanh trong mười phương tất cả đều chứng quả duyên gia mồi mồi duyên gia thọ mạng ức năng có tầng thông như một kiền liên. Cho văn thanh phá trong Phật hội kia ví như biển lớn sâu rộng vô biên nếu lấy một sợi tông che làm trăm phần tan ra thành bụi rồi lấy một hồn bụi ấy thấm một giọt nước biển nước nơi bụi tông ấy so bời biển cả chẳng lấy gì nhiều. Mùng kiền liên thay còn biết đựng số lượng còn nước nơi bụi tông so với biển cả không thể tính được thọ mạng của Phật và thọ lượng chúng Bồ Tát thanh văn thiện nhân ở cõi ấy cũng như vậy không thể lấy toán số thì dù mà biết được Phật mười bốn cây bao khắp nương cây bao có cây thuần bằng vàng hoàng thuần bạc lưỡng ly thủy tinh hồ phánh mây ngon mà nào hoặc do một thứ báo mà thành hoặc do hai ba cho đến bảy báo xen nhau im thành gống thân cành do báo này thành hoa là quả do báo khác thành thân bằng bạc lưỡng ly làm cành thủy tinh làm ngon hồ phánh làm là mi ngọc làm hoa ma nào làm quà lại có cá cây do bảy bão sen lẫn nhau làm gốc thân cành la hoa qua mỗi bão có hàng hàng khác nhau hàng hàng thẳng nhau la hướng nhau hoa quà xứng nhau màu sắc rừng ra tươi đẹp không thể ta xiết khi gió lấy đồng phát ra âm thanh vi diệu các hàng cây bão ấy cùng là cả ba trong cõi nước phẩm mười lăm bồ đề đạo tràng cây bồ đề nơi đạo tràng cao bốn mươi vạn dặm cành la bốn phía hai mươi vạn dặm do cán báo tự nhiên hiện thành hoa quả sống xe cho sang cùng cắm lại có các ngọn ma ni hồng lùng xanh trắng và cán báo quy nhất cành thành chuỗi trang hoàng cả cột báo vàng ngọc chuông cánh treo khắp nơi vàng sáng dân đánh công vô lượng tia xa quán chiếu lẫn nhau rằng vì nhiều tận cả trang nghiêm tùy hiền nên do nhẹ thôi đến lấy đông cành la phát ra vô lượng âm thanh vi vân vô dương hòa nhà thôi thân bậc nhân hơn các âm thanh ở mười phương thế giới nếu chúng sanh nào thấy được cây bồ đề nghe tiếng ngửi mùi niệm trai chạm được ánh sáng nghe đến công đức của cây thì sáu căn thanh tịnh không có nào loạn trụ vào bằng nẻo thế
thấy được hay ấy thì được ba nhân: một là âm hương nhân, hai là nhu thuần nhân, ba là vô sanh pháp nhân. Này A Nan, hoa quả cây cối và các chúng sanh cõi phận ấy làm cả phận sự như vậy là do sự ngoại thần cứu cánh của và vô lượng thọ phẩm. Mười sáu nhà cửa lầu cả gian đường tình xá đều đắng căn nơi cõi phận vô lượng thọ cũng do bảy báo tự nhiên hoa thành. Lại có bệnh châu mà ni kim sức sáng chói không bị được cũng điện của Bồ Tát. Nơi đó có cho giảng kinh tụng kinh thọ kinh nghe kinh đi kinh hành trên đấng từ đạo và tọa thiền trên không trung. Cũng có chỗ giảng tụng thọ thính kinh hành những vị tứ đạo và tọa thiền là bậc đã chứng tu đà hoàng hàm hoàng a la hán. Vì chưa chứng a duy việt trí thì chứng a duy việt trí các vị ấy từ niệm đạo thuyết đạo hành đạo đầy đủ pháp hy phẩm. Mười bảy suối ao công đức ai bên giảng đường có ao suối chảy quanh ngàn dòng sâu cản bằng nhau. Công đức trên bờ có vô số cây chiên hương tường hoa và thơm tho chiếu sáng rừng rỡ lá dày che khắp trên tòa ra càng mùi thơm hương thơm thoảng trong gió theo các mình. Không ghi được các ao bằng bảy báo đấy bằng ca và các hoa sen ở bác la bản đàm mà cổ vật đà phân đã lời nhiều màu rực đã khắp trên bằng nước chúng sanh muôn tâm nếu muốn đến lưng đến cổ hoặc muốn rưỡi khắp thân muốn lành muốn âm chạy mạnh hay từ từ nhấn nhấn theo ý muốn giúp bạn nhớ tánh pha bề khai ngộ sạch sẽ yên tĩnh các bao dưới đây phản chiếu khắp nơi sông gần lăng tâm phát ra vô lượng âm thanh vi diệu ba la mật tiếng chi tấn tình tình tiếng vô sanh vô diệt tiếng thầm lừng vô ý tiếng vô tánh vô ta vô ngã tiếng đại từ bi hỷ xa tiếng cam lộ quán đánh thọ vị khí nghe các âm thanh như vậy tâm liền thanh tịnh không còn phân biệt. Cầu căn lành ý muốn nghe pháp nào chỉ có pháp đó phát ra nếu không muốn nghe nữa liền im lặng vĩnh viễn không thôi tâm bồ đề. Những người trong mười phương thế giới được vãng sanh đều hóa sanh từ trong hoa sen ở áo thân bào. Vẫn về không còn nghe tên cô nào khổ nạn của tam đồ gia dù còn không có uống là có khổ chỉ có tiếng vui tinh tự nhiên do vậy nương đó gọi là cần là phẩm. Mười tám yếm có siêu vượt thế gian dùng sanh chúng sanh ở nửa cực lạc. Một hình thể không có tướng sai biệt chỉ vì thuận theo lệ lôi các phương kháng nên có tên thiên nhân này. A Nan, ví như ở thế gian kẻ nghèo khổ ăn xin đứng ở bên đệ vương. Bồ Tát Thanh Văn ở cõi cần là đưa đến như cung điện y vùng ẩm thường như là những vận ở cung trời tha hóa tự tại còn như hoài đứng phẩm vì thần thông biến hóa của họ thì gấp trăm ngàn vạn ức lần không thể tin nói được. A Nan, nên biết cõi nữa cần là của phần vô lượng thọ có công đứng đàn im không thể nghi bàn như dũng đầy đủ. Lại nữa chúng sanh ở thế giới cưng là quả đã sanh hoàng đang sanh thân sinh đẹp như vậy nay dũng tướng
thiên điện đưa đồng nghe vốn tròn hoàng lớn hoàng nhỏ hoàng giữa không trung hoàng trên đang ở bằng thanh tình hiên ngôn vi diệu an vui tùy hiện đến đầy đủ phẩm hai mưa gió đức mưa hoa còi nếu đứng ở phần đó đến giờ ăn gió thoáng nhẹ tự nhiên làm lấy đồng phát ra âm thanh vi diệu nhiên nói pháo khổ không vô thường vô ngã kháng ba la mật lư bồ hoàng thứ hướng đứng ai nghe được rồi phiền nào tập ký tự nhiên không khởi gió chạm vào mình hay an hòa về chịu như vị tỳ kheo chứng được việc tận định rồi hoa thủ lai từng ngày lại màu sáng trái cấm bằng đằng thừa lớn treo sân không có tàn loạn em nhiều sáng xanh như đâu là miệng chân đi lên lũng sâu bụng lông tay khi giờ chân lên lại bằng phẳng như cũ qua khói giờ ăn ngoài tự mừng mới tùy theo thời tiết rơi cùng cắm như nữa không càng như vậy sao lần mỗi ngày đêm phẩm hai mươi mốt sen bao phần quan lại có nhiều hóa sen bao cùng khắp cả nước môi mồi hòa bao có trăm ngàn ứng cảnh màu trắng hóa xanh thì ánh sáng xanh hóa trắng ánh sáng trắng hoàng đo tia huyền màu xanh ánh sáng cũng lại như vậy lại có vô lượng diệu bao trăm ngàn ma ni lâm a lăng a kỳ nhìn cho như nhận nguyệt hoa sen to lớn mặt ăn gió tuần cho đến trăm ngàn do tuần trong mỗi hoa sen phán ra ba mươi sáu trăm ngàn ứng tia sáng trong mồi ánh sáng có ba mươi sáu trăm ngàn đừng quần sáng thân tử kim tướng to thủ đằng mỗi mồi đừng quần lại phóng đã trăm ngàn hào quang chiếu khắp mười phương muốn đưa vô lượng chúng sanh đến vẫn đà phẩm hai mươi ai quyết chân được lại này a nan cõi nước đứng ở phần đó không có cảnh tối tắm đèn đuốc nhận nguyệt tinh tu ngày đêm cũng không có tình năm tháng kim cho lại không có sự thắm đắm nhà cửa mọi nơi không có danh nhiều riêng biệt chỉ có sự ứng thọ thân tình an là tối thượng nếu có trái lành ngày thế nào ấm đà sanh hoàng sẽ sanh đều an trụ nơi chánh định quyền sẽ chứng được a nào đã là tam miếu tam bồ đề tại sao vậy nếu có tà định không biết rõ đạo lý nhân quả để sanh về cần là được phẩm hai mươi ba mươi phương chưa phân tán tháng lại nữa a nan hằng hà xa số thế giới ở phương đông trong mọi thế giới có hằng hà rồng dài phóng quang minh nói lại thành thà khen ngợi công đức bằng cả tư nghị của đấng phật vô lượng thọ hằng xa thế giới chư phật ở chính phương ca cũng đồng sinh tán như thế tại sao vậy vì muốn chúng sanh ở các phương khác phát âm thanh tình nhớ nghĩ to trì quý cung dường cho đến phát một niềm tình tín nếu có căn lành nào chí tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi cực lạc ấy tùy nguyện vãng sanh được vẫn thôi chuyển cho đến qua viền Bồ Đề phẩm hai mươi bốn ba bậc vãng sanh này á nan chư thiên nhân dân ở mười phương thế giới chi tâm nguyện sanh về cõi ấy có ba hàng bậc thường phẩm là những người xuất gia lìa tâm dục làm sa môn tâm niệm Phật A Di Đà làm các công đức nguyện sanh về cõi đó những chúng sanh này khi mang chung đức Phật A Di Đà cùng thân chúng hiện đến trước mặt liền theo đức Phật sanh về cõi đó tự nhiên hóa sanh trong hoa sen mạnh thần thông từ tại này A Nan nếu có chúng sanh muốn hiện đời thay Phật A Di Đà phải phát tâm vô thường Bồ Đề phải luôn nhớ nghĩ cõi nữa cần là nhóm chưa được căn lành nào nên đem mọi hướng gió thấy đường phần đường bằng băng thôi chuyển cho đến quả vô thường
đức phát tâm vô thượng bồ đề chuyến tâm niệm Phật A Di Đà, tuy đã làm nhiều công đức gìn giữ trai giới. Dường kéo phan đốt đèn dân cung hoa hướng tăng ca đều phải hồi hướng nguyên sanh về cần là khi mang chung hóa thân đức Phật A Di Đà hiện ra đầy đủ thương tốt quang minh như chính đức Phật cùng với đại chúng bay quanh hiện trước người đông. Theo hóa và sanh về coi cần là bằng bằng thôi chuyển vô tướng bồ đề công đức đi huệ kế bậc thượng phẩm hàng hà phẩm là những người gia xứ không hay làm các công đức mà đã phát tâm vô thượng bồ đề. Vui mừng tin ấy sao không chúng nghi ngờ lòng nguyện sanh về coi cần là người này mang chúng mong thấy đức Phật cũng được vàng sanh công đức đi huệ bởi bần trung nếu có chúng sanh theo bám đầy thừa đem tâm thanh tịnh hướng về đức vô lượng thọ. Cần là nghe pháp rộng sâu yêu rộng ráo cho đến đường một niềm thanh tịnh pháp một niềm nhớ nghĩ đến đức Phật đó người này mang chung thấy Phật A Di Đà như trong chim bao nhất định sanh về nữa cần là đường bận tối chuyện vô thượng bồ đề này a nan. Nào nghe kinh này thọ đề đồng tùng biến chép cũng giờ ngày đêm liên tùng cầu sanh về coi cần là Phật tâm bồ đề giữ ca giới cấm bền vững không phạm lời ân ưu tình làm đường chúng điều lành gì đều bán bố cho họ khiến được an vui. Phật A Di Đà và coi nước cực là ở phương Tây người ấy khi mà chúng có sẵn tướng đang nghiêm như Phật sanh về coi báo mau được nghe pha vĩnh viễn không thối truyền phẩm mãi mười lăm chánh nhân vãng sanh lại nữa A Nan. Sanh về nữa kia tuy không siêng năng thiền định nhưng ánh lòng trì kinh giữ giới chuyên làm điều lành nghĩa là không giết hại sanh vợ không trộm cắp không dâm dù không nói dối không theo dệnh không nói lời hung dữ không nói đâm thào không tham lam không giận hờn. Như nghĩ đứng Phật A Di Đà thế giới cần là có nhiều công đức nhiều sự trang nghiêm chi tâm quý đành lệ cũng dường người ấy khi mang chúng không kinh sợ tâm không rối loạn liền được vãng sanh về coi cần là nếu người quá nhiều việc không thể xuất gia. Những tâm thanh tịnh lúng rảnh rồi yên tình tận tâm tuyệt dùng bỏ lo lắng từ tâm tinh tâm không hờn dằn ganh ghét không tham tiếc kéo kiệt không ân hận bộ nghi hiếu thuận trung tín tin so lời phận dạy tin làm lành đặng phước phúng trì ca pháp như vậy. Nhân môn đưa đò thoát ngày đêm luôn cầu nguyện đưa vãng sanh về coi thân tình của Phật A Di Đà trong mười ngày mười đêm cho đến một ngày một đêm không ngừng nghỉ khi mạng chúng được vãng sanh về cõi nước kia tu đạo Bồ Tát. Đường bắn thôi chuyện thân sẵn đủ 32 tướng tô sẽ được thành Phật nếu muốn thành Phật ở một phương cõi nào khác theo tâm ước nguyện tùy sự chuyện cần sang tối cầu đạo không ngừng nghĩ sẽ được kết quả không mất chí nguyện. Bằng cả tư nghị vô biên thế giới chư Phật Như Lai đều xứng dương tán thán công đức Phật vô lượng thọ phẩm 20 sao lệ cũng nghe pháp lại nữa A Nan chúng. Phương thế giới muốn đánh lệ Phật vô lượng thọ thế giới cần lạc đem hương hoa tràng phan bảo cai đến chỗ Phật cũng kinh cũng dường nghe giảng kinh pháp và thương danh ca ngợi tự thuyền dương hóa đạo công đức trang nghiêm của Phật A Di Đà. Nói bài tùng rằng đông phương ca coi Phật số nhiều như hằng xa chúng Bồ Tát đến lễ vô lượng thọ nắm tay bắt bốn phương thường hà cũng như vậy thầy chỉ tâm tôn trọng chân
phát tâm vô thượng nguyện mau thành bồ đề. Bây giờ vô lượng thọ kim dung hiện mỉm cười, hào quang từ miệng ra chiếu khắp ba mươi phương cõi, rồi xoay chiếu thân ngài ba vòng vào đảnh văn bồ tát thấy quang này. Tăng cả chúng trong hội đề vui mừng ứng lại Phật như sấm vang tiếng ba ngầm. Vì diệu Bồ Tát mười phương đến Di Đà thâu rõ tâm chi cầu cõi nghi mà tịnh thọ kỳ sẽ thành Phật biết rõ tăng cả pháp. Còn đại ca diệu nguyện quyết thành như cần là biệt có như ánh thương phá tâm thề nguyện lớn rốt rao hành Bồ Tát đầy đủ ca công đức thành đạt đạo Bồ Đề thọ kỳ sẽ thành Phật thông đa các pháp tánh ấn tại không vô ngàn. Quyết thành như cần là nghe pháp vân phụng hành đã đến chốn thánh tình tăng được vô lượng tôn thọ kỳ thành chánh gia thu thắng vô biên cõi do nguyện lực Di Đà nghe chánh cầu vạn sanh đến bằng bằng thôi chuyên. Nguyện gọi này không khác thánh đời anh thấy chúng đều và tâm bồ đề bỏ thân luân hồi rồi đều được lệnh bờ nha phong sơ vang thức phận giả hoa khắp các cõi kinh vui mừng trở về cõi an dưỡng cực là phẩm hai mươi bảy ca tháng phận đơn này a nan. Nhờ oai thân của Phật trong phận bữa ăn đi lại bồ biên mong mười phương để cúng dường những hoa hương tràn phan đồ cũng dường khởi tâm liền hiện đủ các thứ trăng bao thù tăng trên tay thế gian không thể có thể cúng dường chư Phật và chúng Bồ Tát. Trên không trung cả hoa hiệp lại thành một lòng hoa tròn lớn có trăm ngàn sắc vàng, mỗi sắc có hương thơm khác nhau tỏa ngát muôn phương đài hoa nhỏ đủ mười giờ tuần cứ vậy lớn dân trầm khắp ba ngàn thế giới theo đó trước sau. Không có ai cũng hoa mới thì hoa cũ cũng nơi luôn lưng trên không vang tiếng nhà vi diệu tán thân vẫn đừng chốc la trở về bổn quân tu họp tại giảng đường thân báo nghe Phật vô lượng thọ rộng giảng diệu pháp tâm ý thông triệt vui mừng đại ngôn. Hàng cây ba phát âm thanh vì diệu vô lượng hương thơm theo gió bay khắp bốn phương theo như ý nguyện cũng dường không dứt chư thiên đem trăm ngàn hoa hương vạn thư ký nhà đến cũng dường phần và chúng Bồ Tát thanh văn mừng do ai đứng thọ và đã từng cúng dường gà đừng như lai có căn lành tương tục không giảm thiếu khéo tu tầm khéo nhiêm thủ khéo thành từ bảy phẩm hai mươi tam đại sĩ thần phán này a nan chúng bồ tát tài cõi Phật đoan không gian và thời gian biết hết tâm ý thiền an lời nguyện cầu khi nào được thoát lý lùng đau được khai ngộ được vạn sanh của chư thiên nhân loại chờ đến các loại bỏ bay xuống đồng chúng thanh văn ở cõi phần kia. Ánh sáng của Bồ Tát chiếu xa một trăm nhớ tuần có hai Bồ Tát tôn vị bận nhân ngoài thần và ánh sáng chiếu khắp ba ngàn cả ngàn thế giới tôn giá a nan thưa phần bạch đừng thế tôn. Nhiều là gì Phật nói một vị tên là Quán Thế Âm, vị thứ hai tên là Đại Thế Chí, hai vị Bồ Tát này khi đang ở cõi Ta Bà tu hành Bồ Tát được sanh về cõi Cực Lạc thường ở hai bên Ta Hữu Phật A Di Đà. Lượng cõi Phật liên đến hiện ở thế giới này làm nhiều sự lợi lạc những trai là gái tên ở thế gian. Nếu có tai nạn ngặt nghèo hoảng sợ chỉ cần hướng tâm về Bồ Tát Quán Thế Âm thì không có nàng gì mà không được.
sanh tư đề đồ quần sanh lam sư tư hồng bằng áo giáp làm những công đức trang nghiêm cho thể nguyện của mình tùy xa trong đời an ngũ trường và không thọ thú sanh ở nơi nào đều biết ra túng màng ý của từng có lượng thọ muôn đồ thoát tất cả chúng sanh cam mười phương thế giới sanh về coi cưng là đà đến niên bàn đã làm bồ tát thì quyến chắc thành phần là giáo hoa đồ thoát triển kia công nghĩ thánh văn bồ tát chúng sanh sanh về coi phần đó đã đến niết bàn chứng quá phần số nhiều không thể tính được trong cõi phần không có tăng thêm vì sao vậy vì như biển lớn là của các dòng nước chảy và biển cả nước trong biển ấy cũng không thêm bờ cõi phật a di đà bên biển rộng lớn sáng đẹp an là khác cả vô số cõi phật trong mười phương nguyện cầu đạo tính công lý đứng ký còn làm bồ tát ân đấng bồ thị của phật vô lượng thọ khắp mười phương không cùng cưng sâu rộng không lượng không thể nói hết được phẩm ba mươi bồ tát tu trì lại này a nan hoài đứng ca vì bồ tát trong cõi phần đó đều viên mãn mặn tạng chứ phần rất sâu xa rốt ráo sáng tỏ điều phụng cả căn thân tâm nhu nhuyễn tâm nhằm chánh huệ không còn dư tâm thật hành theo lời phần dạy hành thật giác chi chân đề đà ca tụng đề nhục nhãn thì số đó thiên nhàn thấy thông suốt pháp nhàn thấy biết thanh tịnh huệ nhãn biết rõ chân không phật nhãn thấy ngũ công năng biết rõ pháp tánh biển tại tống trì tự tại vô ngại biết rõ vô biên phương tiện ở thế gian nghĩa lý cư đồ ca ước tình diện nói chân pháp vô thương vô bi vô phương vô thoát vô phân biệt xa lìa điện đạo đối vận thọ dụng không có tư tướng chiếm giữ đi khăn coi và không ưa không chán không mong cầu không có thường hoàng hằng đây kia vì sao vậy vì vô tán đối với chúng sanh có tâm đại từ bi đại lợi linh sanh trước thành từ vô lượng công đừng dùng chân thân trí thấu ra ca phàm là như như biết rõ phương tiện giảng giải về thứ đây luận chánh pháp về tấn ca pháp đều không tình tâm kỹ phiền nào chương ba sở tri chương đều dưng sanh ở trong ba cõi bình đẳng xuyên thủ cứu cánh nhưng thừa định bờ giải thoát quy dưng lưỡi nghi chứng vô sở đẳng dùng phương tiện an trụ thần thông được nhưng thừa phần quả không nhờ vào người khác phẩm ba mươi mốt công đức chân thần trí huệ uyên thâm như biển cả bồ đề cao rộng như tu di thân sáng chói như phần tâm trọng trắng như tuyến sơn tấn cả thanh tịnh như nửa rửa sành trần có hừng hực như lửa đốt hết phiền nào không chấm trước như gió không ai gì chướng ngại pháp âm như sấm vang thân tịnh kê chưa giang hồ mưa phẩm cam lộ tâm nhuận chúng sanh bao dung tăng cả thanh tịnh như hoa sen lìa sao nhiễm như cây ni cầu che khăm rộng rãi như chùy kim cang phá tán ta chấp như núi thiên vi tà ma ngoài đạo không lay chuyển được tâm chân trừng khéo giỏi quyết định không pháp không chán như lưu ly trong ngoài sang sanh phàm nói điều gì đều làm cho người vui thính phùng đánh trong phàm lầm phàm trang sang huệ những pha sĩ ám tuân tình ôn hòa tịnh định an trinh chư địa vồn tự tha dân dân hoàng sanh xá bò ải trơ xa ăn ba đồng thùng dung tự tà nhân duyên nguyện lực và thành thiện căn phá dẹp má quân tôn trọng cúng dường chưa quân đèn sáng chói thế gian ruộng quân tội thân mạnh bảo không xa xa tha tướng đem đề không đứng biên tài đầy
đầy đủ trang nghiêm, không ai sánh được, thường được chữ Phật khen ngợi. Bồ Tát rốt ráo các ma la mật ngăn trụ vào tâm ma điền, hoa cắm nơi khác với hàng nhị thừa nạn. Ta nay lượng nội chân thân công đứng các hàng Bồ Tát ở thế giới cưng là kia, tất cả đều như vậy. Nếu nói rộng ra trái trăm ngàn bà kia cũng không hên được bóng 32 tòa là không cùng tầng. Gọi đứng lương thọ không thể nói được, gọi nước cưng là kia vi diệu an là thanh tịnh như vậy. Hả còn phương pháp nào hơn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tự nhiên thanh tự xuân nhằm cung dường quán kinh tu đạo pháp hy vẹn toàn. Không thôi chuyện ý không dài đại ngoại hiện an nhàn, trong lại tinh tấn dung cánh trầm ca thái hư đạt đến trung đạo, trong ngoài tương ưng tự nhiên nghiêm chính hành động chân trần thân tâm kia tình không tham nhiêm ai chi nguyện kiên định công tăng chẳng dám cầu đạo hoa chánh công bị tà tâm khuynh đạo. Ngoài kiên trì không ai nghĩ gì khác, không lo nghĩ ưu buồn an nhiên vô vi tâm rộng như không không lầm một hóa bình thản không ai tham dùng tròn thành thiền nguyện dông lòng cầu tiếng từ bi ai mẫn lệ nghĩa gồm đủ chữ lý viên dung đã đến giải thoát tự tánh bản nhiên. Nguyện vô thượng thân tâm tình định an là hôn nhiên tâm khai đà lý nhà ngộ triền đề thâu được thật tướng cá pháp bản thể vũ trụ quan sát sang nhau tất cả chỉ là như như biển chuyển vô cùng. Quốc đơn vì tận đồng ba ngắm ngõ vàng quốc sạch yên lộ tổ đẹp vô cùng. Ràng không trên giới không số không ngăn mê vài vài hình chứng siêng năng tinh tấn tu tâm quyết chẳng được hoàng sanh về cõi vô lượng thân tình Phật A Di Đà chấm dứt năm tu đông kinh an đào đà đạo không có vãng sanh á lại không được sao. Tự nhiên bỏ tất cả như không siêng năng niệm Phật cầu sanh quyết đến cần là thọ mạng an là không cũng hả lại tham đắm thế sự toàn là vô thường sầu khổ ca phẩm 33 quyến dù sanh tấn người đời vì sự tranh đuôn. Màu khổ cường nhọc thân làm lòng đế tự cung cấm tôn quý ti tiền nghèo khổ giàu sang lớn nhỏ trái gái phải lão tâm cô trí suy nghĩ lo toa không nhà lọ nhà quyến thuộc tài vỡ có không cũng lo có rồi còn thiếu muốn sao cho bằng người. Sanh sẽ tâm ý như cư không ai chịu buông xa màn chung ấn thơ không ai tránh khỏi nghèo giàu như nhau sau khổ trăm mỗi thế nên ở đời cha con anh em vợ chồng thân thuộc nên thương kính nhau không nên ghét giận nhau có không. Nếu nói năng hòa nhã đừng chống đối nhau có tránh cãi liền sân dân như thành hoàng thù nhiều kiếm về sau sự viện ở đời đem nhiều khổ lụy thúy chưa gặp phải phải gấm có ý tưởng ngăn trừ con người vì ai dục nên phải trông chân qua lại. Vui không ai thay thế được lành giữ biến hóa theo đó đi tỏ sanh công đồng tù họp không hàng kỷ lúc còn cường tráng sao không nỗ lực tu tâm đời đến lúc nào người đời không biên biết được tôn sâu các ông hòa phương. Kháng giao điều kháng liên tiếm liên đạo nguồn gông vô thường mê mờ không chiều suy xét chẳng tin phá không biết lo xa say mê dần hờn tam đâm tài sân trọn chẳng ngừng nghỉ thật đáng thương thay đời trước ngu muội cùng biển đảo đứng là vì sanh tử luân hồi thiền ác bao ứng đều chẳng tin tướng cho là không có từ thứ nhìn lại nào cha khóc con khóc
chồng tháng không mà lẫn nha môn đời sanh tử tiện đưa thương thiên buồn thương trói buộc không sao giải nổi. Ngoài tình dầu sao chẳng suy cùng xe ký chuyến tâm hành đạo khi tôi già mạng hết không biết làm sao kế mê thì nhiều người ngộ đạo rất thính phần nhiều ôm lòng việc hại án khí tràn đầy làm điều hư dối trái ngược đời mừng tình táo tội an đã không anh nghĩ nơi các người phải nghĩ chi lìa liều ác xin làm việc lành ai dùng không thể giữ mãi đều phải lì biệt chẳng có vui gì nên phải xin năng tinh tấn cầu sanh về cõi an là được đi huệ sáng xuống tham giờ có bộ kinh giới uống phí đời sau phóng 34 tâm đường mở sáng ngày Di Lặc Bồ Tát bành rằng bành Đức Thế Tôn lời Thế Tôn văn chẳng sâu rất đúng nhờ ơn Đức từ bi quang minh vô tận trí huệ không đạo sư khắp cả trời người ngày nay được gặp phần lại được nghe ông danh vô lượng thọ tâm trí được sáng tỏ rất là vui mừng Phật báo Di Lặc Bồ Tát thiền niệm Phật quan trọng hơn dấm cắn hạn nữ nghi dưng hạn ai dùng lâm hạn nguồn án đi khắp ba cõi không bị chướng ngại khai thị chánh đạo độ mười phương nhiều kim đến nay luôn chuyến trong năm đường cùng khó bên càng khó chứ rất là đau khổ hồi tôi bất tình không có gì vui nên khuya cắt đứt tay trừ thâm sâu nói năng hành động thành tính trong ngoài ấm nhưng trước từ độ mình lại đã độ người ấm lòng cầu nguyện thân có nhầm món đời ngắn ngủi về sau được sanh bể cõi vô lượng thọ an vui vô cùng bình viện dứng sanh sanh thứ không còn khổ hoàn thọ mạng ngàn vàng kim tự tại tùy ý nên phải tin tấn cầu đàn còn chúng nghi hoàng sẽ sanh bể cung điện thắng bao ở biên địa của nước gần là chiều khác tai anh trải qua năm trăm năm bành phần bành đứng Thế Tôn chúng con xin vâng lời Phật dạy chuyên cần tu hồng y giao phụng hành không dám phẩm 35 trượt thế khổ Phật báo Di Lặc cả người sanh trong đời này tâm y chánh trừ không làm điều ác đó là có đứng hành lớn vì sao vậy mười phương thế giới của chư Phật thiện nhiều ác nên rất dễ khai hoang này rằng là cực khổ ta nay thành phần ở đây để giáo hóa quần sanh bó năm điều dự dứt năm chư thông khổ lìa năm sự thiêu đốn điều phục tâm ý khiến làm năm điều lành việc đừng đợi thành tựu những gì là năm loài chúng sanh ở thế gian tin làm điều an manh hiếm yếu chèn ép nhau tàn xa tốn hại ăn nuốt lẫn nhau không biết làm lành để chịu hậu quả nên có kẻ cùng khổ khổ độc cầm điếc đuôi ngồng do đời trước không tin đạo đứng không chịu làm lành những hàng tôn quý hào phú hiền minh trưởng gia trí dẫn tài cao là do biết tự ai yêu thuận tu thiện tình đứng từ đời trước khi còn sanh tiên đã làm sai trái chốn vô minh chuyện thọ thân hình sanh và còn có địa ngục chúng sanh ví như là ngục ở thế gian có cực hình kình khổ thân thức tuy tội đã táo mà thọ mạng có dài ngắn theo nhau trả bao đầu chiều thôi thay bằng nhiều kiếp phân thôi đứng thó dài thọ khổ thống không thể nói hết được đạo tuần hoàn cảm ứng tự nhiên tuy không báo ứng tính thời những thiện ác chung quy vân vài chiều qua báo điều thứ hai không minh tại vì không chánh
theo trước sau giàu có keo kìa không ai chịu bồ thi chẳng chứa chỗ đầy nhông tâm khổ thân đến khi mạng chúng không đem đường gì thiện ác hòa phước tùy nghiệm tỏ sanh hòa sanh vào nơi sung sướng hay vào chốn cổ động thấy người làm lành lại còn quỷ băng trộm cắp đánh đoa của người tiêu pha hết rồi lại đi tìm nửa chén đoa vào ba đường chiều bộ đường cổ xoay vòng nhiều kiếm răng khó ra khỏi đau khổ vô cùng là điều thứ ba người đời mộng còn trong đời đắng thọ màng chẳng được là bao kẻ bấm lương tâm không chính đinh ôm lòng ta luôn nghĩ tâm vô phiền não tràn hồng tại đô tà nguy buông lung mau tốn tài sản cầu xin gì cũng không cho mai thuận lại còn tù bè khánh đang ứng binh gây chiến đánh cướp giết hai chim đọa bậc hiếp chu cấp cho vợ con nó thân hưởng là khiến người chán ghét lo lắm khổ cực tạo nhiều tội ăn đường khổ qua lại nhiều kiếp có đường dài thoát khổ đau không ai che điều thứ tư người ta ở đời không chịu tu thiện nói dối nói lời ung dựa nói đâm tâm nói theo dệt ganh ghét người lành hãm hại người hiền bất hiếu với cha mẹ hành tinh mới bằng ưu từ cao từ đại cho mình có lý cày mình thì thế lắng hiếm mọi người trong người kinh nế không biết hổ thẹ ngon lòng kêu mà khó thể giàu quá nhờ chung vương đức từ đời trước đời này làm á phương anh rời ca đều án bảo vệ oán cừu dần dần không sao tránh khỏi chỉ việc tiên và vàng lửa thân thế tan tâm thần thông khổ bây giờ nghĩ lại ăn năn thì đã muôn rồi điều thứ năm người đời phong túng lười biếng chưa thân tâm cha mẹ khuyên bảo ngàn trái chống đối như là hoàng gia phù bạc ăn nghĩa không ai chúng bảo đền phong túng lên con rượu chè xa hoa đừng đồn bương binh chánh chúng lệ nghe không ai thể can gián vào tim mà lùa tâm quyền thùa công dũng ân tình thầy đò bằng hư chỉ lo cho tự thân không tự môn đều lành không tin phật pháp không tin sanh tử thiện a muốn hại hiện nhân phá hoại phật pháp ngu si mong mùi tự cho tâm mình không biết từ đâu sanh đến nhưng mà thuận lại muốn trường thọ thương xót khuyên báo lại không chịu nghe khô hơi khang tiếng cũng thành vô ích tâm y cô chăm không chịu thấu hiểu mà chúng cần kề hồi thiện đã không tu thiện đến kia nhắm mắt ăn năn hối hận sao còn kiếm nữa con minh thiện a báo ứng hòa phước đánh rằng thân từ chiều lấy không ai thay được người thiện làm lành tùy từ cánh sương đến cõi sương từ sáng vào sáng người ác làm ma từ cảnh khổ vào cõi khổ từ tối vào chỗ tối có đúng phần bia rõ cái thì chi dạy người tuân hành rân in nên sanh tử không thôi án đạo không dứt người đời tạo án như thế nên tự nhiên có ba đường hạ chiều bộ lượng cổ tay vần nhiều kiếp không có án kỳ ra khỏi nhưng không thể nói được do vậy nên có ngủ án ngủ thống ngủ thiếu như lò lửa lớn thiêu đốt thân người nếu tự nhiên tâm dự ý đoàn thần chánh niệm ngôn ngoan tưởng thượng chỉ tâm làm lành công làm việc an phương đơn được trường thọ đến đạo bồ đề đây là năm điều đại thiền phẩm 36 bao lượt khuyến lân phật báo di lặc bồ tát những ngũ an ngũ thông ngũ thiêu đo chuyển tiếp cho nhau nếu phạm tội thân phải vào án đạo hoàng thái dương cầu sống không được cầu chết không mà sống để cho người đời thấy sự chiêu cảm đó mà chúng đo vào ba đường a thông khổ quá lắm mà tự bị tiêu đốt cùng kênh hoàng tu tàn hại lẫn nhau đồ hướng cho tham tâm tài sản không chịu bộ thì muốn thuận bản thân không
báo ứng tự nhiên, dù có lo lắm hoàng hồ cũng phải vào bác đạo. Xưa nay như vậy đau khổ lắm, thay các người được giáo một cử phận chỉ dạy phải suy nghĩ chính chắn tự ghi nhớ kỳ. Và trong hiền lớn thiên từ bi cao thoáng ba cõi những sanh gông sanh tử lìa hẳn lo sợ tâm khổ tâm độ thế nào gọi là thiền bậc nhất phải tự tỉnh tâm chánh thân đều phải đoán chánh thân tâm thanh tịnh công thiền tướng ngưng đứng theo thì dù không phạm điều an ngôn sanh hòa nhị tấn hành chuyên cần hành vi cư chia bình tĩnh tự tôn vội vàng ấp tâm công suy xét chính chắn. Sao uống vì một đại phẩm 37 như ngưu thần ngưu báo ca người đã trồng nhiều khăn lành phải nhận dụng tình tấn đừng phạm giới tự tâm chuyên nhưng tâm tình ra giới tua một ngày một đêm ở cõi ta bàn. Vô lượng thọ cả trăm năm tại sao vậy, coi nước của đứng phần đó đều hành thiền tinh đứng không có một chung ác tu thiền ở ta ba mười ngày đêm ơn làm lên ngàn năm mơ ca cõi Phật ca tại sao vậy vì cõi nước phần đừng tự nhiên có không có duyên để tạo á chi có thế giới ta ba này thiền yên năng nhiều toàn là cổ động chưa từng toàn ở chi ba lẫn nhau cùng nhau kiếm điểm hòa thuận đạo nghĩa hoan hỷ tự hiểu nếu có sai phạm phải tự hối cải bỏ làm lành sáng nghe tôi xưa phụng trì kinh giới như nghèo được của xưa xưa tu này cảm ơn được như sớm biết khi phần con tại thế quân âm thôn trang đều được hoa độ thiên hạ hòa thuận nhân nguyện trong sáng mưa thuận gió hòa tay dịnh công khởi quốc thái dân an binh đao vô dụng nhân đức hưng vượng dự nhìn lễ nghĩa có oán thần mạnh không yếm yếu đều được an lành ta thương án ngươi còn ơn cha thương con ta này làm phần ở đời này chỉ rõ điều lành điều dữ những khổ thân tư được mà điều tiện nên chốn an là vô vi kinh thiên lần lần diện mất nhân dân gian đã làm nhiều điều à ngộ thiên ngũ thông về lâu sau càng làm ác nhiều thêm nữa ca người nên quyền bảo nhau như lời vẫn dạy vì lặng bồ tát chấm tay thưa rằng bằng đừng thế tốn người đời a khổ như bảy phận đều từ bi thương so đồ toàn tân cả con xin nghe lời ân cần dạy bảo của thế tôn bà tôn gia nàng nếu người muốn thấy đứng vô lượng thanh tịnh bình đẳng và các bồ tát hán quân vẫn ở cõi nước đó nên đứng dậy quay mặt về phương tây ứng mặt trời lặng cũng kính đảnh lễ xin niệm nam mô a di đà phật từ chỗ ngồi đứng dậy mặt ứng về phương tây chắp tay đánh lễ bành rằng bằng đừng thế tôn con nay nguyện được thay đức Phật A Di Đà ở thế giới cần là cúng dường vốn sư cũng ở trong các căn lành thay đức Phật A Di Đà dung nhan nguy nguy sắc tướng trang nghiêm quang minh rừng ra cao lân vượt trên tất cả thế giới lại nghe chư Phật Như Lai khắp mười phương thế giới xưng dương tán thán vô lượng công đức vô ngại vô cùng của đức Phật A Di Đà. Phần bành đứng thế tôn coi Phật tăng tịnh kia rất im co còn nguyện mong được sanh về cõi đó đứng thế tôn ơi những người được sanh về cõi đó đã từng thân cận vô lượng đức Phật. Đức Phật A Di Đà liền phóng ra vô lượng tia sáng chiếu khắp thế giới
chư Phật, cõi nước chư Phật thầy đều hiện rõ như trước mắt, do quang minh thanh tịnh thù tăng của Đức Phật A Di Đà đến ở thế giới này như hắc sơn. Các núi lớn nhỏ sông suối rừng cây cung điện quân tất cả cảnh giới đều sáng rõ như mặt trời mọc chiều sang khắp thế gian, cho đến địa ngục ngạ quỷ ăn hổ thay đều sáng rõ đông môn màu sắc như thời kim thủy tài nước tràn đầy cả mênh mông chi toàn là nước quang minh vô phần chiều khắp như vậy. Tất cả quang minh của thánh văn bồ tát đều bị lu mờ bởi ánh hào quang sáng chói rừng rỡ của Đức Phật ngà tự chúng ở trong đây thiên long bát bồ đồng thay ca sự trang nghiêm của thế giới cần là Đức Phật A Di Đà ở trên tòa cao hoài đức nguy nguy tường áo quang minh các hàng thành bằng bồ tát cũng kính vây quanh như núi Tu Di đứng giữa biển cả thân vỡ sáng rờm chánh không có tạo huế và anh nói quái gì chỉ có các thứ báo trang nghiêm thánh niên chung ở tòa nhà nan và cả chúng bồ tát vân vân đều rất vui mừng hơn đành lễ nằm bóng sáng đấng sinh niệm nam mô A Di Đà tam miếu tam phật đàn loài bò bay xuân đồng đều thấy hào quang ấy cả những kẻ bần khổ đến bần khổ những kẻ sầu nào được giải thoát thấy đều có từ tâm mà làm lành vui mừng sung sướng những nhà khí như chuông cánh cầm sang không mà cầu không đánh từ nội chư thiên bà nhân dân đều ném hoa hương nên như không rơi xuống cung dường bây giờ thế giới cần làng ở phương tây cánh xa cả trăm ngàn vô lượng coi nước nhớ oai lưng của phần mà thấy rõ như ở trước mắt như được tình ở thiên nhãn thấy như quan tam tướng đại chúng lại như vậy đều thấy đứng thánh ca như lái ở thế giới ta bà này và chúng tỳ kheo quay quanh phẩm 39 từ thi thuận chỗ thay bây giờ đương phân bảo tông già nam và từ thi bồ tát rằng trang nghiêm ở thế giới cần là không thế không có thấy chữ thiên ở cõi dục cho đến cõi trời sân cứu cánh đêm hoa hương cúng dường khâm coi phật không tông giả nam bánh rằng bạn đứng thế tôn có nghe tiếng lớn của Đức Phật A Di Đà truyền cảm tăng cả thế giới để giáo hóa chúng sanh không tôn giả nam bánh rằng bạn đứng thế tôn chúng con có nghe Đức Phật bảo các ông có thấy chúng tình thân hành ở cõi cực lạc nương nơi cung điện dường chư Phật mà không bị trả ngại không bay họ liên tục niệm Phật không lại có các loài chim bay vừa hư không tiếng hót thanh to đó là do Đức Phật biến hóa ra không ngại từ thì Bồ Tát bạch rằng lời Đức Thế Tôn nói chúng con đều thấy cả Đức Phật bảo chí lặng rằng nhận dân ở nước đó có thai sanh nữa ông có thấy chăng lặng bành rằng bành đứng thế tôn con thấy người thế giới cần là ở trong tại như ở trong cung điện hóa sen tự nhiên hóa sanh do nhận duyên vì nhân dân cõi đó có hàng tài sanh hàng hóa sanh bằng 40 biên địa nghi thành đừng bằng bao ngại từ thì nếu có chúng sanh do tâm nghi hoàng tham cả công đức nguyện sanh về cần làng thương nghệ đề vắng ca chứng đế đại thừa hoàng tri vô đẳng vô luân tội thường thẳng tri đối với ca tri này nghi ngờ không tin những vị tin tội bước mà tu tâm hành làng nguyện sanh về cần lao lại có chúng sanh chưa nhóm thiện
có tình duyên, nhưng vì liên tục nhờ nghĩ công thôi kính tầm tiền nguyện cũng được quán sanh do những nhân duyên đó. Thường là những công thể đến tăng cõi đứng hoàng vô lượng thờ định chỉ đến biên giới cõi phận ở trong thanh thân bảo thôi không qua được hoàng muốn như vậy mà vì chính họ tạo nên tâm đến đó vậy ở đó cũng có ao sen tâm bảo tự nhiên tỏ thân ăn muốn sung sướng thân thành đó không thể ra gọi nhà ở trên đất không thể tùy cao lớn ở đó năm trăm năm không thấy và không nghe được khóa không thầy thánh chúng bồ tát thanh văn trí tuệ không sáng suốt biết kinh pháp lại nó tâm còn mở mang ở đó gọi là thai sanh. Nếu có chúng sanh tin ra và trí cho đền tăng trí đoàn trừ nghi hoàng gieo các thiên căn làm cả công đừng chỉ tâm hồi hướng nên được hóa sanh ngồi kiếm nhà trong hoa tấn bào quán căn được tăng tướng quang minh đầy đủ như căn bằng Bồ Tát phải di lặng Bồ Tát phải biết hàng hóa sanh đó có trí huệ thù tặng hàng thái sanh kia trong năm trăm năm con thấy tam bảo con biết phép tao của Bồ Tát con được tu tặng công đức con có nhân duyên cũng dường phòng người này do đời trước không có trí tuệ sanh tâm nghi hoàng mà ra phong bốn mươi mốt hoàng tầng kiên vô thí như chuyển luân thánh vương có bài cùng bảo đề chấm những vương từ nào mắng tội trong đó cũng có lầu các cung điện mạng báo giường báo lan can cửa sổ dường những duyên luân thánh vương nhân bị đói chân bằng sinh vàng ca tiểu vương từ này có thính ở nơi ấy không ngại từ thì bồ tát bằng phần bạch đức thế tôn dĩ nhiên không vui thính khi họ bị giam cầm không được tự do chỉ muốn tìm đủ mọi cách để được ra khỏi ngục. Nhờ chuyện luân thánh vương bằng lòng mới được giải thoát này vì lặng cả chúng sanh này cũng là như vậy vì có tâm nghi hoàng phật trí cho đến hoàng đại trí đối với thiền căn thiêu lòng tin cho do nghe danh hiệu phật mà phát tâm tin tội tuy sanh về cõi cực lạc không được ra khỏi hoa thai trong đó cũng đầy vườn cũng điền tại sao vậy trong hoa thai đó vẫn xa lìa tăng ca thiện căn tụ thân nên nếu như những chúng sanh này biết được tội đời trước đã lòng ăn năn tự tránh cầu được ra khỏi thai hóa khí đã ên nghiệm rồi mới được ra khỏi thân đến chỗ của đức phật vô lượng thọ được nghe kinh văn lâu sau cũng được giải ngộ hoan hỷ vô số vô lượng chư phật tu tạm ca công đức này á chẳng đã phải biết rằng tâm nghi hoa tôn hại rất lớn mất lời na lớn đối với bồ tát nên phải tin tưởng mình bạch vô tưởng trí huệ của phật ngài từ thi bồ tát bành phần bạch đức thế tôn tại sao có một hạng chúng sanh tiền mà không cầu vãng sanh này từ thi những chúng sanh này trí huệ càng cờ phân biệt tây phương không bằng cõi trời do vậy không thính cầu sanh về cõi cực lạc ngài tự thị bằng phật bánh đức thế tôn những chúng sanh này luôn dối phân biệt không cầu sanh về cõi phật đừng phân nói rằng cả chúng sanh ấy có nhiều căn lành nhưng không bỏ tâm phân biệt vọng tưởng không cầu phân về tham đắm phước và vui thụ thế gian tuy cũng làm phước nhưng chỉ cầu bảo thiên tuy được quả bao đầy đủ vòng trăm thì luôn ơn vòng luân hồi không được tự tại hàng người ngu si đó không gieo căn lành chỉ dùng thế đi biển thông thì tăng thế mà ta kiến làm sao ra coi đại năng sanh tứ được lại có chúng sanh
thân dư tâm phân biệt tình. Nàng cũng cầu thoát luân hồi nhưng không thoát được, nào đem cai trị huệ bồ tướng mà làm cả công đức thân tâm thành tịnh, xa lìa tâm phân biệt cầu sanh về tình độ cho đến quả bồ đề quyết đường. Viên giải thoát phẩm 40 ai bồ tát quán sanh ngài Di Lặc bồ tát bành phần rằng bành đứng thế tôn hiện nay có bao nhiêu ca bằng bằng thôi bồ tát ở cõi ta bà này và ca cõi phật ca đưa sanh về nửa cưng lang này Di Lặc có 720 ứng bồ tát đã từng cúng dường vô số chư phật làm nhiều công đức đã sanh về cưng là ca bà bồ tát sơ phát tâm tu tâm công đức đã được vãng sanh số lượng không thể tin được không ai những ca bằng bồ tát ở cõi này làng mà ca cõi và ca cũng là nhờ bài cõi nữa của đức phật viên chiêu có 18 câu chi na do tha đại bồ tát sanh về cõi cưng là cõi nữa đừng bắt báo tàng ở phương đông ba có 90 ân là gần bằng vẫn thôi bỏ ta ở những cõi nữ đưa qua vô lượng nữ qua quan bên đây đứng ở bờ đứng đứng quan tăng đứng đứng ở bờ sư tử đứng phần ly trần đứng phần đứng tu đứng phần nhân vương đứng ở bờ hoa tràng đà vạn sanh tâm ngàn ứng cho đến vạn ứng vì đừng quan thứ mười ái hiểu là vô thượng hóa có vô số chúng bồ tát coi văn đó đều ở bằng sanh về coi cần là các vị ấy có trí huệ nhân mạnh tướng cúng dường vô lượng chư phật rất mờ tình tận chẳng đến tướng thừa trong mấy ngày đêm kiên cố tu tâm như ba bằng cả trăm ngàn ứng kiếm tu cả môi có 790 đại bồ tát các vị bồ tát theo vấn vấn sanh về coi cần là không đếm kể được nhân hiệu của chư phật trong mười phương thế giới và chúng bồ tát đã vãng sanh chi nói thanh tội đàng ta kia đưa nhiều lời như vậy nếu có trai lành gái tính nào được nghe danh hiệu đừng vẫn A Di Đà thanh tâm vui mừng ơn ở chừng niềm quy chim lễ như thế tu hành vài biên người này được lợi hình rất lớn nơi trên tâm không từ thì cũng cũng có thành từ thiên căn được thêm tăng trưởng vài biên người này không phải tiểu thừa trong khoa của ta được gọi là đệ tử bất nhẫn cho nên ta bảo ông rằng những thiền nhân tu lá ở thế gian này nên phải ấn tinh tinh tu tâm này làm đầy ứng dân để cho vô lượng chúng sanh mau đưa qua bằng bằng thôi chuyện thấy đưa coi cần là rộng lớn trang nghiêm nhiệm to thù tâm nguyện mà không ai đức ấn cả nên phải tin tăng vẫn ai giữ quán môn này cầu đưa quán sanh công nên sanh tâm tối tất ư nguyện đang cũng không được nghi ngờ hỏi hằng tại sao vậy ô lượng vô số bồ tát đều mong cầu trân trọng lắng nghe pháp môn vì diệu này không có tầm sai trai có nhiều vì bồ tát muốn nghe kinh này mà còn không được nên các ngươi phải cầu giữ pháp môn này phẩm 44 chúng sanh nào đã trồng căn lành đã từng cúng dường vô lượng chư phật như và ngoài lượng của bậc vô lượng thọ gia bị mời gặp mà được kinh pháp này giữ gìn thọ trì sẽ được quan đại những thiếu trí ở trong kinh pháp đó hiểu rõ càng kẻ sẽ được nhiều hoan ý nên lưu truyền cho mọi người được nhiều lời anh cả ông nên phải kiên để chẳng chắn trong cả căn lành nên luôn luôn tu tập không được ngừng nghỉ nghi ngờ chẳng vào ca cõi đấng báo thành tựu la ngôn này a dần đa nhân hàng đại hoài nâng này tương tự nơi ca pháp đại thừa khác mà đường nâng đôi bên có nên một ứng vị bồ tát đối chuyến bằng vô thường chẳng đằng chẳng gian nếu có chúng sanh nào đời
Bởi với kinh này viết chép cũng ở dương thọ trì đồng tụng trong chúng thời gian, vì người diễn nói khuyên họ lắng nghe, không ở sanh ưu não cho đến ngày đêm suy nghĩ coi cưng ở lá và không ở đứng của Phật A Di Đà. Người duyên nhà giữ ba ngàn thế giới tràn ngầm lửa lớn, người đợi khi mang chung cũng có thể vừa khỏi sanh và khỏi nước cần là, bởi người ấy đời quá khứ đã từng gặp Phật và được thọ ký Bồ Đề Tăng Ca Như Lai đồng tán thán, vì thế nên phải chuyên tâm tọa trì. Kinh này ta nay vì chúng sanh mà nói, kinh này qua vô lượng thọ và cảnh giới trang nghiêm ở coi cưng là hệ có tâm nguyện cao đều được như ý chớ đề sinh ta diệt độ rồi sanh lòng nghi hoàng đời tương lai khi kinh Phật Địa Tạng. Ta đang bìa lưu kinh này lại trong môn năm chúng sanh nào gặp được kinh này tùy nguyện cầu đều được lộ thoát như lai đã linh có gầm và vô bóng khó được ở nghe cầm thiền đi tấn nghe pháp tu hành cũng đã là gọi, nếu nghe kinh này tin thính thọ đi là điều khó trong khó, không gì khó hơn có chúng sanh được nghe lời Phật từ tâm thanh tịnh hơn vui mừng. Hay mắn đời lễ là do đời trước từng làm phần sự không phải là người phạm, nếu nghe chánh hiệu Phật tâm sanh hồ nghĩ đối với kinh Phật đều không ai tin tưởng đó là từ an đạo sanh ra ương chưa dứt chưa được độ con nên có tâm hồ nghĩ còn chịu tin tướng Phật 46 công kiên trì của chư hoàng Như Lai vô thường đủ thầm là vô ý thầm thầm vô ngài vô chưa vắng ba la mầm của Bồ Tát cũng không dễ gặp, nói pháp này cho người cũng có cái thế người không có lòng tin sao vững chắc không có gặp được cái này pháp này ta này như lý tuyên nói pháp chân đăng này đem ra hòa cho các ông các ông phải cẩn thận tu làm lời cho các hữu tình chìm đậm đồng đem ra chờ để cho chúng đó là trong ngũ thủ chiều ca khô ánh nên chiến tu hành tuân theo và hòa của ta ấy tâm nguyện như phần thường. Và nhiều anh nhờ nghĩ không quên quyết đưa đạo hòa vào của ta như vậy, làm như vậy, nói như vậy, Như Lai đã hành trì cũng theo đó mà hành trì tụ cả phương tiện cầu thân về cõi tịnh độ phóng 47 phước huệ được nghe bây giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng về thì chánh văn này không thể nghe đã từng cũng dường gạt Như Lai nên hay vui mừng tin pháp này kêu mang dài đãi và ta và vì diệu Như Lai khó tin như người muộn thầy tôi đem không thể dẫn đường cho người ca chỉ từng trước vẫn trọng căn lành thưa tâm nghe rồi thọ trì và biên chép đó tụng tạng thắng và cũng dường như vậy những tấm cầu tình đôi và sớ lửa cháy khắp 3000 nhờ oai đứng và tận diệu về quê đến vắng xa coi cần là biển đi về Như Lai sau rồng chỉ vẫn cùng vẫn mới biến đường cũng không thể yêu con đứng Như Lai văn từ vì gì có thể tu mới cái thì thân người có được và có gặp tình huệ nghệ vẫn có trong có nếu cá hữu tình sống tâm và cảnh ơn vô hiền lên bờ nhà ơi nguyện đi cam hôm nay vậy vừa được nghe nên vui mừng hãy chuyên niệm và to thì việc phát nguyện sanh tử phần và người này vừa hoàn lành vòng 40 do thầy cũng tham thá lệ đằng có được phạm nhân thanh tịnh ai mời ước chúng sanh chứng quả nà thảo ngàn tám trăm thì khéo lâu tăng tâm được giải thoát 40 là bồ tát được bân tối chuyển dụng công đức hoàn thành thường bồ đề 25 mươi chúng sanh được vô thôi nhân mà do ta trăm ngàn chúng sanh chưa từng qua nguyện thành vật nay mới qua tâm dèo cả căn lành
Diệu Âm Như Lai Lai Cơ Thắng A Câu Chi Na Vô Tha Hữu Tình A Mười Phương Cõi Phật Hoàng Hiện Văn Sân Văn Sê Văn Sa Tây Văn A Di Đà Đờ Thọ Kỳ Pháp Nhờ Thành Vô Tượng Bồ Đề Ca Hữu Tình Nay Cơ Tôn Nguyện Nhân Duyên Huệ Tôn Phật A Di Đà Đồng cho canh và yên cái hữu thần biên hoàng bình sàng cho chiếu khắp mười phương lại có chư thiên giữ không cầu âm nhà vị gì cho định chư thiên giả giới cũng nghĩ và khen chưa từng có vô lượng hoa đẹp tâm nước xuống Bồ Tát và ca nghe Bồ Tát thâm vang thiên âm vang Bồ Tát ca đại dũng nghe lời đứng ở quan giải đều rất vui mừng tinh to phùng anh vào nói kinh đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác ma bằng nhã ba la mật đa tâm kinh hoa từ tại Bồ Tát mật đa thời chiêu kiên ngô ứng giải công độ những thế cô ánh xa lời từ sanh bất gì không không bông gì sanh sanh tưng thì không không tưng thì sanh thọ tưởng hành tưởng diệt vốn như thì xá lời tử thì chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất cầu bất tịnh bất tăng bất giảm Vô sở thanh hương vị xung quá vô nhàn giới này chi vô ý tướng giới vô minh diệt vô minh đạo tâm này chi vô lao tự diệt vô lao tự tâm vô khổ tâm diệt đạo vô thí diệt Bồ Đề Tăng Đoài Văn Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hữu cùng bố viện ly điên đạo mong tướng cứu cánh niên bàn tâm thể chư vấn y văn nhã ba la mật đa tham biệt tâm bồ đề cố trì bằng nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thường chú thị vô đẳng đăng chú năng trừ những thế cố chân thiền bận ở cổ thuyền bằng nhã ba la mật đa đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba yên đề yên đề ba la Yên đề Bồ Đề Tăng Bà Nam Mô A Di Đà Bà Ya Đa Tha Ya Đa Ya Đa Điện Ya Tha Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đa Tha Nam Bà Tì Di Đi Đa Tì Ca Lăng Đa Ya Di Đi Ya Ya Na Di Đa Ca Lê Ta Bà Nam Mô A Di Đà Bà Ya Đa Tha Ya Đa Ya Đa Điện Ya Tha Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đa Tha Nam Bà Tì Di đi na thi ca lăng đa ya di đi ya ya na chi đa ca lê ta ba nam mô a di đà ba ya đa ta ya đa ya đa điện ya tha di đi đô ba tì ya di đi đa tăng nam ba tì ya ya na chi đa ca lê ta ba di đà phật thân kim sanh tương tố quang minh từ trang nghiêm mấy năm tu di huyện chuyển bánh hào trong ngàn măng biết trắng hào quang vô số phận vô số bồ tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sanh vàng lên giải thoát ở phương Tây thế giới an lành ở con nay xin phát nguyện vạn sanh độ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật 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 A
Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát, Nam Mô Đại Chúng Bồ Tát. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện ngài thường xuyên đảnh lễ ngài, đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện ngài thường xuyên đảnh lễ ngài, cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện ngài thường xuyên đảnh lễ ngài, cho đến lúc lâm chung mà không tham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện ngài thường xuyên đảnh lễ ngài, cho đến lúc lâm chung tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện ngài thường xuyên đảnh lễ ngài, cho đến lúc lâm chung xả ly ta ba khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài, cho đến lúc lâm chung hân nguyện về tình độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài, cho đến lúc lâm chung còn thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà,
Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung liên hòa con hóa sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ hoa nở tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ trong viên thành toàn giác. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử tội chướng sâu nặng luân chuyển sáu đường. Nói đường ai nấy gặp tri thức được nghe danh hiệu bán nguyện công đức Phật A Di Đà, một lòng xưng niệm mà cầu nguyện vãng sanh. Từ bi xót thương chẳng bỏ phóng quang nhiệm thọ, đệ tử chúng con chưa biết Phật thân tướng tốt quang minh, nguyện Phật thì hiền cho con được thấy lại thấy tướng màu quang âm thế chi. Bồ Tát và thế giới kia thanh tịnh trang nghiêm mà vẻ đẹp quang minh xin đều thấy rõ, con nguyện lâm chung không chướng ngại A Di Đà đến rước từ xa. Lộ nơi nơi đầu thế chi kiếm đại trao đỡ gót trong một sáng liền ngũ trường khoáng tay có vui đến liên trì khi hoa sen nở thấy tự tôn ngay. Nghe xong liền ngũ bồ sanh nhân không đợi an dưỡng lại ta bà khéo đem phương thiên lợi quần sanh ai lấy trần lao làm phần sự. Chứng trí kinh cổ về tâm là từ niệm Phật công đức thù thắng hạnh vô biên thân phước giai hồi hương phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tâm vạn vô lượng quang phần sáng. Chư biển nam nguyện đăng trí huệ chân minh liệu vô nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thương hành Bồ Tát Đạo. Nô đúng cứ bấm liên vi vô màu hoa khai khiến phần ngộ vô sanh bấm thôi Bồ Tát vi bản lời nguyện.
công thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh. Phục nguyện ai thượng chúng Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thới Dân An Thế Giới Hòa Bình Chúng Sanh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường. Xin hồi hướng quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại hữu tình và vô tình. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết mộng báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà chân tích Quang Lâm phóng ngọc hào quang gia hộ. Đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung, thân không tầng bệnh tâm không hôn mê, nhất tâm niệm Phật Phật và thanh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị tự chân tích Quang Lâm phóng ngọc hào quang gia hộ. Đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ căn lành, tăng trưởng phước huệ trang nghiêm, xuân đa các khánh hạ báo bình an, thu tống tam tai đồng nghinh bách phước, một hầu đất Di Đà Thọ Ký. Đệ tử chúng con nguyện Đức Phật A Di Đà thủy từ phóng ngọc hào quang thêm dẫn chương linh cứu huyền thất tổ siêu sanh tình đồ. Phổ nguyện siêu dường thời pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quý Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phát lòng love.